Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể anh chị nha. Chào mừng toàn thể anh chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Hiện tại thì Thiên Định đang có mặt tại trục đường 52m, đại lộ trục chính tại Vinhomes Sơn Park Gia Lâm. Hôm nay thì thời tiết rất là âm u anh chị ạ. Thời tiết vừa mưa phùn lại rất là âm u luôn. Nói chung là thời tiết này đi chơi thì khá là gọi là không đẹp. Hôm nay Thiên Định đang muốn chia sẻ với chúng ta một cái căn shop house hướng đông nam view vườn hoa tại Vinhomes Sơn Park Gia Lâm đang có mức giá rất là hợp lý anh chị ạ. Vừa rồi thì Thiên Định khách của Thiên Định đã lựa chọn lăn tăn giữa một cái căn shop house này và một cái căn tứ lập đào dừa. Thì như vừa rồi thì khách của Thiên Định xuống xem đào dừa thì khách của Thiên Định lại thích hơn. Nhưng mà Thiên Định đánh giá là cái căn shop house này cũng là một trong những cái sản phẩm mà đầu tư rất là hợp lý. Tại vì căn này lại hướng đông nam, xây 4 tầng mà lại được chủ nhà hoàn thiện 2 tầng rồi. Và bây giờ chúng ta mà mua vào thì xác định là cũng sẽ có dòng tiền cho thuê ngay được, đúng không ạ? Và quan trọng của nó là cái vị trí của nó rất đẹp, view vườn hoa. Để mà lựa chọn cho mình một cái căn để mà view vườn hoa nha chị nhá, vừa ở vừa kinh doanh thì chắc chắn rằng bây giờ nó cực kỳ hiếm. Mà cái quan trọng nhất nữa là cái giá của nó rất là hợp lý chị ạ. Thì đây Thiên Định đang đi trên trục đường này là trục đường 52m nha chị nha, nối thông giữa phân khu cao tầng và chạy thẳng ra trục Ngọc Trai 0608, đi xuyên tâm qua hai đảo Ngọc Trai và ra đến phân khu Sao Biển. Thì cái căn shop house của chúng ta nó nằm ngay trên trục của phân khu Sao Biển luôn chị ạ. Thì phân khu Sao Biển là một trong những cái phân khu mà Thiên Định đánh giá nó gần với rất nhiều các cái tiện ích đẳng cấp tại Vinhomes Ocean Park 1, như là gần quảng trường này, gần biển nước mặn này, gần trung tâm thương mại Vincom này, và kết nối giao thông ra phía Châu Quỳ nó cũng rất là gần. Đấy. Cái quan trọng nhất là đối với những cái sản phẩm tại Vinhomes Ocean Park Gia Lâm ấy, đến thời điểm này nó có tính khan hiếm rất cao. Đấy. Và Thiên Định cũng cũng hiểu một điều rằng là nếu như thật sự tầm tài chính đâu đó tầm khoảng từ 15 đến 16 tỷ thì bây giờ nó sẽ có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta mua liền kề tại Vinhome Ocean Park 1 và hai là chúng ta mua tứ lập tại Vinhome Ocean Park 2 phân khu Đào Dừa. Thì với tùy theo cái khẩu vị của từng người cũng như là tùy theo cái cách đánh giá, nhưng mà như Thiên Định thấy được rằng là cái việc mà chúng ta lựa chọn thì nó cũng sẽ làm cho cái việc quyết định đầu tư hiện tại cũng là nó sẽ là kết quả cho cái việc sau này là chúng ta sẽ có những cái câu trả lời về sau này, thời gian nó sẽ trả lời là xem nó có hiệu quả hay không. Nhưng mà với một cái vị trí như căn này thì Thiên Định đánh giá rằng là cũng rất là tiềm năng của chị nhá. Nó là vị trí đẹp một chị ạ, vị trí view vườn hoa rất là thoáng và đẹp. Đấy. Thì bây giờ Thiên Định sẽ mời chúng ta vào xem cái căn shop house này nhá. Xem chúng ta có đáng để chúng ta đầu tư không chị nhá, với tầm tài chính hơn 15 tỷ nhá. Căn này chỉ hơn 15 tỷ thôi chị ạ, là chúng ta đã có sở hữu cho mình một cái căn shop house lâu dài vĩnh viễn nha chị nhá. Chúng ta có thể vừa ở vừa kinh doanh và quan trọng là nó được lại được xây tận 4 tầng một tum. Đấy. Đây, ở đây là chúng ta có thể thấy là trục này là trục đây ở đây là có đây là trạm xe buýt ngay đây rồi chị nhá. Trạm xe buýt của chúng ta ngay đây. Còn cái trục bên phải của chúng ta là trục Sao Biển 01 này. Trục này thì vườn hoa nó rất là dài, rộng thì nó cũng tương đối thôi. Nhưng mà vườn hoa này dài. Ở đây thì có bên bên đối diện là bên phải của chúng ta là trục Sao Biển 2, còn bên trái của chúng ta là Sao Biển 1 của chị ạ, Sao Biển 1 của chị nha. Đấy, thì cái căn shop house của chúng ta thì nó đã hoàn thiện rồi của chị nha. Bên trong đã hoàn thiện rồi của chị ạ. Đây, thì mình sẽ đứng đây quay cho anh chị xem. Căn này bên trong đã hoàn thiện rồi nhưng mà tại vì chủ nhà đang đóng cửa nha chị nha, chủ nhà đang đang đóng cửa cho nên là Thiên Định không có thể vào bên trong được. Đây, thứ nhất là chúng ta có thể nhìn thấy này, phía bên này là vườn hoa này, hướng của nó là hướng đông nam của chị nha, hướng đông nam rất là thoáng đấy và mát. Và đặc biệt là bên này thì cái không gian cảnh quan ở đây thì chúng ta ở cũng được mà kinh doanh cũng được, nhưng mà hiện tại Thiên Định chia sẻ thật, cái khu vực này thì nó chưa kinh doanh được sầm uất đâu. Đấy. Nếu chúng ta có thể là mở ví dụ như là trung tâm Anh ngữ hoặc là mở trường mầm non thì nó có được, có thể là được, nhưng mà để mà mở để mà kinh doanh cà phê hay ăn uống thì cái vị trí này nó tương đối sâu và
không phải sâu mà ý là nó không được ra mặt đường đường lộ đường chính để mà nhận diện thương hiệu nó tốt. Cho nên là ở đây thì chúng ta có thể là trung tâm ở đây có là mầm non này, bên kia có anh ngữ này, đấy thì người ta cũng mỡ rồi nha chị nhá. Và đấy chúng ta có thể thấy đây cái căn shop house của chúng ta đây này con chị này. Thiên Định sẽ thể hiện những cái hình ảnh hoàn thiện luôn nhá con chị nhá. Đây hoàn thiện thì là các ở đây là hoàn thiện hai tầng thì chủ nhà đã hoàn thiện một cách cơ bản và rất là sắc nét rồi. Ở đây thì chúng ta có thể cho thuê được luôn. Đấy, hướng đông nam và đây là shop house lâu dài vĩnh viễn tại sao biển 01. Đối diện là vườn hoa của chị ạ. Và quan trọng nhất chúng ta có thể thấy được rằng là cái việc mà lựa chọn những cái căn shop house gần vườn hoa hoặc đối diện vườn hoa nó rất là lợi thế ở cái việc là chúng ta có thể đậu xe con chị nhá. Chúng ta có thể nhìn thấy không ạ? Nếu như một căn như này mặt tiền của nó là 5m thì chúng ta chỉ đậu được một con xe thôi, nhưng mà đối diện bên này là vườn hoa thì chúng ta sẽ đậu được rất nhiều xe. Chính vì vậy mà những cái căn này nó mà kinh doanh thì cũng rất là lợi thế, và sau này những cái căn này chắc chắn sẽ giá trị rất cao, đúng không ạ? Thì bây giờ thì giá của nó Thiên Định đang chia sẻ là hơn 15 tỷ anh chị nhá. Hơn 15 tỷ. Đấy, thì cái mức giá như thế nào của anh chị, chúng ta có thể liên hệ trực tiếp để Thiên Định chia sẻ cái mức giá công khai. Tại vì căn này thì gia chủ cũng bảo là chỉ gặp khách thực sự có nhu cầu thực sự và thì mới đưa ra cái mức giá để chốt thôi. Đấy. Và căn này là căn mà Thiên Định đang đánh giá là cực kỳ tiềm năng. Và vừa rồi là trong Ngọc Trai thì cũng đã giao dịch ở cái mức tầm khoảng 17 đến 17 tỷ rưỡi cho một cái căn liền kề cũng chỉ tầm 70,8m như cái căn này anh chị nhá. À Thiên Định chia sẻ một xíu về cái diện tích xây dựng. Diện tích xây dựng của nó là căn này đất là 70,8 của chị nhá. Diện tích xây dựng là 60m một sàn đấy. Của chị ạ, 60m một sàn. Đấy, tầng 1 thì 60m và các cái tầng trên thì chúng ta có thể nhìn thấy này. Thì chia sẻ luôn là nó hơn được một tầng cho nên là cái diện tích xây dựng của nó cũng rất là lớn của chị nhá. Đấy. Và với một cái diện tích sàn lớn như vậy thì hầu như là ở đây nó sẽ rất là lợi thế. Tại vì đối với Vinomotion Park 1 thì cái diện tích xây dựng kể cả song lập cũng tương đối bé của chị ạ. Ok, Thiên Định xin chân thành. Chúng ta phải hiểu một điều rằng là kể cả những cái căn song lập 150m bên Hải Âu 3 cũng xây được có 60m thôi, giống như căn này thôi chị nhá. Đấy, thì chúng ta hãy cân nhắc xem nha chị nhá. Ok, đây là một sản phẩm đầu tư thật sự hiệu quả tại Vinomotion Park 1 mà Thiên Định muốn chia sẻ cho chúng ta. Nếu anh chị ta quan tâm hãy liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0933 313 931 anh chị nhá. Thiên Định xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chúng ta những video tiếp theo. Thiên Định xin chào.